Hi, this is Robin. I'm here. Xin chào, tôi là Robin. Tôi đang đứng trước khuôn viên Đại học Weber State ở tiểu bang Utah. Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Michael Open tại trung tâm Stress Relief về chiếc ghế i7 của Lyrical. Chào anh, xin anh cho biết quý danh. I'm Mark. Tôi là Mark. Mark, anh đang sử dụng chiếc ghế Medical Massage i7 của công ty Lyrical. Anh có cảm giác thế nào? Tốt lắm. Ghế đấm bóp rất sâu. And what's your favorite feature? Anh thích chức năng nào nhất? I like the stretch mode, how it kind of. Tôi thích nhất là phần kéo cơ. Nó bóp thật mạnh và kéo căng tất cả các cơ. Còn chức năng kéo thẳng gót chân thì thế nào? Love it. It just pulls everything out. Ồ, tôi thích lắm. Just makes it feel good again. I love coming here after a stressful day in class. Tôi thích đến đây sau một ngày học hành căng thẳng. I like to bring dates here. It's a good time. I've never heard bring a date here. Have you really brought a date here? Yeah, it's perfect. Nice place to just relax and have a good time. Are you awake? Yeah. Yep. Chào anh, tôi là Robin. Xin anh cho biết quý danh. Parker. Tôi là Parker. Parker, you're sitting. Anh đang ngồi trên chiếc ghế Medical Massage i7 của Lyrical. Anh có cảm nghĩ thế nào? You know, I love it. You know, I've been in. Tôi đã dùng qua nhiều ghế massage. Cho tới nay, đây là ghế massage tôi thích nhất. You've been in quite a few. Tốt quá, vậy anh có thể cho biết ghế này khác ghế kia ở những điểm nào? Just, I like the fact that it gets your whole body in one sitting. You know, a lot of times you'll have to adjust it in this one. Tôi thích nó ở chỗ là đấm bóp toàn thân một lúc từ đầu cho đến chân. Well, great. Thank you very much. No problem. You can go back to sleep. Hi, I'm sitting in the office of Dr. Michael Alpen. He is a professor of health promotion and the director of the stress. Chào quý vị, tôi đang ở trong văn phòng giáo sư tiến sĩ Michael Alpen. Ông là giáo sư khoa tăng cường sức khỏe và là giám đốc trung tâm stress relief tại Đại học Weber State, Austin, Utah. Ông cũng là tác giả một số sách như The World is Not a Stressful Place và Giảm thiểu căng thẳng, Unwin và Stress Management for Life, là sách giáo khoa được giảng dạy tại các trường đại học trên toàn quốc. That is used not only here but across the country, called Stress Management for Life. Ông dạy đại học Weber bao lâu rồi? Just finishing up my 16th. Được 16 năm rồi. Tôi bắt đầu dạy tại đây từ năm 2000. They've been 16 wonderful years. Oh, that's awesome. Every time I talk to anybody, tôi đã hỏi qua rất nhiều người sử dụng ghế massage. Họ đều nói ghế Medical Massage i7 của Lyrical là tốt nhất. They always say, oh, those are the best ones. So people are coming in. Có phải mọi người tới đây đều yêu cầu được ngồi trên chiếc ghế i7 của Lyrical? They have the choice, and almost. Vâng, khoảng 75-80% sinh viên yêu cầu được ngồi trên ghế i7 của Lyrical. Sweet little setup you have in there too. Yeah, it is. It's. Ghế i7 rất dễ sử dụng. Sinh viên có thể điều chỉnh mọi ứng dụng theo ý muốn của họ mà không cần đến sự giúp đỡ của nhân viên trung tâm. Welcome and enjoy. Có thể do họ đã dùng qua smartphone nên quen thuộc với chiếc remote control của chúng tôi cũng cùng một hình thức như smartphone. Oh yeah. Easy to use. So it's very user friendly. They just naturally figured out very quickly, right? Đúng vậy, rất dễ sử dụng. Họ không cần phải học gì cả. Các ghế khác cần phải có thời gian học cách làm sao để khởi động ghế. Với ghế i7, họ chỉ cần ngồi trên ghế và thư giãn. They'll sit down with it and go, oh, got it. And then they're off to the races. Oh, that's awesome. So, yeah. Ông có yêu cầu các đội thể thao vào đây thử ghế hay là họ tự đến đây? From every sport, athletes come through. We see a lot of people from track. Tôi thấy có nhiều vận động viên từ nhiều ngành thể thao khác nhau như chạy đua, bóng chuyền và nhất là cầu thủ bóng chày tới đây để sử dụng ghế i7 mỗi ngày. Chúng tôi không nghe ai than phiền về ghế quá nhỏ, không vừa hay đại loại như thế. Cũng hợp lý vì chiếc ghế của chúng tôi chế tạo cho người cao tới 6'7", khoảng 2m và cân nặng 300 pound, khoảng 135 kg. So far, we haven't had any.
Cho tới bây giờ, chúng tôi chưa hề nghe ai than phiền là ghế không thích hợp với họ cả. Ông có thể cho biết đặc điểm của ghế như thế nào? When somebody comes in to the stress relief center, we immediately assess them for resting heart rate, resting blood pressure. Khi một sinh viên đến trung tâm, trước hết chúng tôi sẽ đo nhịp tim, huyết áp và kiểm tra mức độ căng thẳng từ 1 đến 10. Chúng tôi cũng kiểm tra stress liên quan đến đau nhức khác như là nhức đầu, đau cơ. Chúng tôi lặp lại những thủ tục như trên sau khi họ sử dụng ghế để xem việc sử dụng ghế có ảnh hưởng như thế nào. Not a structural problem, but a stress-related problem. And then we do the same assessment again. So it's pre and post with the activity in between. We can tell. Tôi nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng từ những thử nghiệm trên, từ nhịp tim, huyết áp cho đến mức độ stress. Điều đó cho thấy ảnh hưởng rất lớn của việc sử dụng ghế massage. Thật tuyệt vời. From my preliminary looking at it, the changes are profound. When I look at it and I see resting heart rate. Tôi thấy nhịp tim trước là cao thế này, sau là thế này, áp huyết trước là thế này, sau là thế này, stress trước là thế này, sau là thế này. Kết quả thật rõ ràng. It's not just the little difference. It's like, wow. From an observer standpoint. Với vai trò là người quan sát, tôi rất hứng thú khi hỏi những sinh viên đã sử dụng ghế, họ cảm thấy thế nào và nhận thấy gương mặt họ trở nên rạng rỡ. Họ đều nói tuyệt vời quá. How do you feel after you do the massage chair? They just kind of their face softens and they just say, man, it was so good. Did they get a euphoric look? A little bit, yeah. It's really, really impressive. The students love those chairs. Thật ấn tượng, sinh viên rất thích ghế này và trở lại thường xuyên hơn mỗi ngày hoặc hai ngày và yêu cầu được ngồi trên ghế massage Luraco. But they specifically say, I want those. That's awesome. I want to sit in those. Thank you, Dr. Open. You're welcome. And I'm thinking it's the students and the faculty and the community that's the winner here. Cảm ơn Dr. Open. Tôi nghĩ là các sinh viên và giảng viên tại trường hưởng được lợi ích rất nhiều từ những chiếc ghế massage Luraco này. Yeah, you're right.